Chào các bạn, mình là Thắng đây. Mến chào các bạn đã trở lại với channel của Thắng Iowa. Nếu đây là lần tiên bạn đến với channel, thì mình tên là Thắng. Mình đã sinh sống và làm việc ở Mỹ được 10 năm. Thì hôm nay mình có một chuyến đi sở thú với vợ con của mình. Thì mình mời các bạn cùng đi nhé. Trước khi mình đi sở thú thì mình có ghé ngang xem club để mà ăn sáng và mua một vài món cần thiết như đồ ăn, nước uống. Rồi để mà sau khi mà mình đi sở thú về thì mình có đồ, bởi vì cuộc sống ở đây rất là bận rộn, mọi thứ đều phải tranh thủ hết. Thì vợ và con gái mình đang xếp hàng để mà mua pizza với lại hot dog ăn sáng cho nó nhanh, rồi đi một vòng và mua rồi mà lên đường đi tiếp. Thì nhiều bạn cũng đã biết thì Sam's Club này nó bán rất là nhiều mặt hàng rất là tốt, nó cũng là một đối thủ của Costco. Thì giống như là Pepsi với lại Coca-Cola là hai công ty cạnh tranh lẫn nhau. Thì ở đây bán những mặt hàng rất là chất lượng và giá có thể gọi là thấp nhất trong thị trường. Nếu các bạn có để ý thì phía sau Ngọc là cái quầy người ta mua hàng, xong người ta tự check out, người ta tự tính tiền, là khỏi có nhân viên phục vụ. Rồi tới ra ngoài đó thì chỉ cần trình receipt, cái hóa đơn cho cái người gác cổng thôi. Thì nhìn cái này thì phụ thuộc vào cái sự trung thực, nhưng mà nó có camera ở trên nóc nhà, nó sẽ chiếu xuống để mà kiểm soát coi những người ở đây họ tính tiền có đầy đủ hay không, có trung thực hay không, chứ không phải là tất cả dựa trên là trung thực và có máy móc hỗ trợ nữa. Mì lùm ăn gì vậy? Mì lùm nhớ mì á. Trời ơi, ăn hot dog hả? Pizza hả? Ồ, của mì ngon quá, xin miếng nha. Con miếng à? Ba miếng à? Con miếng. Ba miếng ngon không? Rồi nó đường đi sở thú thôi, let's go. Dành cho những bạn lần đầu đến với channel của mình, thì hiện tại mình đang sinh sống ở tiểu bang Iowa của Mỹ. Thì tiểu bang Iowa thì nằm chính giữa của bản đồ nước Mỹ. Và nhìn sơ qua, cái bản đồ của Iowa rất là giống một cái nước Mỹ thu nhỏ. Và hôm nay mình đi sở thú của thành phố Des Moines. Des Moines là thành phố capital của Iowa. Sở thú này có tên là Blank Park Zoo. Thì giá vé của nó cho một người lớn là 16 đô, là khoảng 370.000. Và cho trẻ em từ 2 tuổi cho tới 16 tuổi là 10 đô, chạy ra là 230.000. Thì đây là lần đầu tiên con mình đi sở thú. Và trước đó thì nó có đi một lần là khi là Ngọc mang thai. Nó trong bụng là mình đi sở thú ở Omaha, tiểu bang Nebraska. Trước mặt các bạn đó là downtown của Des Moines, là nơi tập trung những cái tòa nhà cao và văn phòng làm việc cho những cái tập đoàn lớn. Thì downtown ở Des Moines này cũng nhỏ thôi, rất là vừa phải, không có đông đúc và kẹt xe như là Chicago hay là New York. Đây là một thành phố rất là vừa vặn, rất là thoải mái, sạch đẹp. Ừ,
Hiện tại thời tiết ở Iowa đã vào hè, nhưng may mắn ngày hôm nay trời nắng đẹp và mát dịu, không có oi bức như thường lệ. Mười hai giờ trưa đi đi sở hú à, mình mới bước vô thì nó cũng hơi surprise ha, cái này quá Asian luôn. Spin lướt, wow, thử coi. Rồi để coi nó vô cái gì. Thiệt hả? Anh quay ngược lại. Thì cũng hả? Ở Mỹ mà có cái đầu rồng nó tưởng đi xuống tiên luôn. Đây là mình đi xuống tầng hầm của cái hồ Hải Cẩu để mà quay Hải Cẩu bơi ha. Các bạn chú ý. Rất là ngầu. Hai con sư tử. Ghê không Mi? Ghê không? Ủa? Em sư tử nằm ngủ kìa. Ủa mà bự quá. Hả? Lúc nằm ngủ ngon quá ha. Kêu dậy đi. Wow, con công đẹp quá trời. Hình như ở đây trang trí kiểu châu Á, nãy giờ quá trời mấy con vật châu Á. Mi đẹp Mi. Mi, cái lông. Mi. Mi, monkey kêu sao? Ủa à, hả? Ghê vậy? Mi monkey kêu sao? Ủa à, hả? Ôi trời, nó nhìn nó buồn vậy. Đi một hồi thì mình ghé cái chỗ này để mà chơi đu quay hình con ngựa ha. Thì vé cho một em bé là 3 đô. Thì mình là người lớn mình đi kèm để mà giữ cho an toàn cho bé. You okay? Yes. Ready to go? Yes. Okay, let's go. Wow, cười hả? Vui hả? Hôm nay thứ hai mà quá trời đông con nít đi luôn. Ừ, vui ha. Trời ơi, con hù cao cổ kìa, xuất sắc chưa? Wow, quá cao. Cào nhông. Sợ không? Mi, are you scared? No. No hả? No luôn, ghê vậy. Ngồi vậy, không sợ hả? Cào nhồng. Sau khi đi sở thú xong, gia đình mình ghé buffet để
để mà ăn. Chỗ này thì tên là Hibachi Grill. Mình tới đây cũng rất là nhiều lần rồi, nếu các bạn có theo dõi mình từ trước tới nay. Anh Ái còn nói gì? What did you say? Mày nói gì? Thank you. Thank you. Thank you. Là thank you, không chết cha. Người Mỹ gì kỳ vậy? Rồi mẹ mày đi lấy đồ ăn đi. Ngon dữ ta. Ngán không em? Không. Ngán à? Mi ngán không con? Yes. Yes à? Vô đây là những món ăn mình yêu thích. Thịt bò. Bò mềm mềm. Cá. Cá salmon. Ngon đi. Wow. Nhìn sao? Hiện tại thì giá cả thị trường ở bên Mỹ mỗi thứ đều lên một chút cộng lại thì một tháng cộng lại thì nó lên một đống chứ không phải một chút nữa. Hiện tại và giá xăng dầu và các mặt hàng thiết yếu đều tăng lên. Thấy rõ luôn. Thì hy vọng trong tương lai là chiến tranh kết thúc và xăng dầu này kia nó trở lại bình thường để đời sống của những người bình thường như chúng ta nó đỡ bị gánh nặng ha. Ngon con. Ok. Ừ. Thì cái món crawfish này, tôm hùm đất này là Việt Nam mình là kết lắm. Nó cũng dễ ăn. Ngon. Ai chia bì chì. Quệt mềm. Con chưa ăn no mà. Ăn phở không? Chocolate. Chẳng mềm. Chocolate. Ok, không. Chocolate không mà. Đây là tô phở giả chiến trong buffet hai bà chị ăn cũng vui. Hello. Hello. Hello baby. Hello baby. Thì ở trong cái buffet này nó có cá hột cá ha. Cá coi. Cá coi đó, vua cá coi á. Bây giờ. Chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn ở video kế tiếp. Yay. Với những người đã mới tới đây thì hãy nhớ đăng ký kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn.